hai mọi người. Mình là Sao Kim, hãy gọi mình là Sao Kim nhé. Đầu tiên mình sẽ nói về công việc hiện tại của mình. Công việc hiện tại của mình là một cô gái văn phòng, là một crafter cho một công ty về MVP. Nhưng mà mình làm ở mảng instructor, là mảng hạ tầng. Sở thích của mình chính là chụp, đặc biệt là chụp trên máy phim. Ngày trước thì mình có chụp bằng một cái con Canon nhỏ, nhưng mà do là không may mắn mình đi biển và bị rớt xuống nước muốn ăn, vậy là xong. Thật sự ra là ngồi ra chụp mấy ảnh phim thì mình cũng có chụp digital, nhưng mà chụp ít. Mình cái sở thích bên trong của mình vẫn là chụp phim, tại thật sự thì cái cảm giác chụp với phim làm cho mình nhớ được cái kỷ niệm đó lâu hơn một chút, và mình cảm thấy thích thú với cái việc chụp hình hơn. Cái việc này thì cũng nhờ cảm ơn sư phụ của mình. Dạo gần đây á thì mình cũng khá đi du lịch cũng khá là nhiều, so với cái thời cách đây khoảng 3-4 năm thì mình đi không có nhiều, nhưng mà 3-4 năm trở lại đây thì mình đi khá nhiều. Nên cái việc mà ghi lại những cái thước phim hoặc là những hình ảnh đó thì nó là một cái nhu cầu gọi là thiết yếu của mình vậy luôn. Nên thành ra là mình rất là cần một cái ổ cứng lớn và một cái máy quay phim có thể quay lại những cái khoảnh khắc đó, hoặc là chụp hình thì mình đã có cái phim rồi, nhưng mà mình phải có những cái thước phim mình cũng cần quay lại. Thì mình đã quyết định đầu tư một em camera, và mình quyết định làm vlog để làm gì? Để share lên YouTube. Mục đích đơn giản, share thôi. Và đôi khi là mình coi lại và thì đơn giản là cái ổ cứng á thì thỉnh thoảng cũng bị hư, thỉnh thoảng thôi, nhưng mà nó cũng sẽ bị hư. Nhưng mà nó share lên internet á thì có thể lâu hơn, dài hơn một chút. Có thể là không may mắn thì nó bị out luôn, nhưng mà cơ bản là nó sẽ thời gian xem nó lâu hơn một chút. Mục tiêu của cái vlog của mình đó thì quay xung quanh cái du lịch của mình, cá nhân của mình, về những cái chuyện, những cái vấn đề mình cảm thấy thích thú và muốn chia sẻ với mọi người thôi. Chứ thật sự thì mình cũng không có chủ đề gì đặc biệt đâu. Thì chỉ vậy thôi. Hy vọng là mọi người sẽ thích kênh của mình. Cảm ơn mọi người đã xem video này. Cảm ơn mọi người. Bye bye.